Bài viết ngày hôm nay mình sẽ review sữa Enfamin A số 2 1.700g, 6 đến 12 tháng, 2 flex giá bao nhiêu? Mua ở đâu? Có tốt không? Xem hết video này để rõ hơn nhé. Đừng quên bấm like, share hoặc comment nếu bạn thấy video này hữu ích. Nếu bạn quan tâm về sản phẩm vui lòng để lại số điện thoại dưới phần bình luận video này nhân viên tư vấn bên phía nhãn hàng sẽ liên hệ lại tư vấn cho bạn miễn phí hướng dẫn cách pha sức khỏe của trẻ tùy thuộc vào sự tuân thủ chặt chẽ các hướng dẫn sau đây vệ sinh chuẩn bị dụng cụ pha chế sử dụng và bảo quản đúng cách rất quan trọng trong quá trình pha chế cho trẻ sản phẩm không vô trùng và không nên dùng cho trẻ sinh non hoặc trẻ nhỏ có vấn đề về miễn dịch trừ khi có chỉ định và có sự giám sát của bác sĩ nên hỏi ý kiến bác sĩ để biết loại sản phẩm phù hợp với con bạn rửa tay sạch bằng xà phòng và nước trước khi pha đun các dụng cụ cốc và nắp trong nước sôi, đun sôi trong một phút, đun sôi nước trong một phút. Để nước nguội đến nhiệt độ không quá 35 đến 40 độ C trước khi pha, cho đúng lượng nước bạn cần vào dung cụ pha. Cho sản phẩm vào, đẩy nắp dụng cụ và lắc đều, hướng dẫn sử dụng, sử dụng bảng dưới đây để đong chính xác lượng nước và sữa bột. Sử dụng muỗng có trong hộp và bảo quản khô giáo ở rãnh kẹp trên nắp, bạn nên đặt mua sản phẩm trực tiếp từ website nhà sản xuất. Đặt mua từ website nhà sản xuất bạn sẽ được hưởng các chương trình ưu đãi quà tặng kèm cũng như là được giảm giá và đảm bảo mua được sản phẩm chính hãng đảm bảo chất lượng. Các bước mua sản phẩm như sau, click đường dẫn liên kết bên dưới mô tả của video này để chuyển sang website nhà sản xuất. Để lại thông tin liên hệ, chuyên gia bên nhà sản xuất sẽ gọi lại ngay cho bạn để tư vấn chi tiết về sản phẩm. Sau khi tư vấn xong nếu bạn thấy sản phẩm phù hợp thì xác nhận đặt hàng. Bạn chỉ phải thanh toán sau khi nhận được hàng tại nhà. Nếu vẫn còn những thắc mắc về sản phẩm, đừng do dự hãy truy cập website nhà sản xuất và để lại tên và số điện thoại liên hệ. Nhân viên tư vấn sẽ trao đổi giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc về sản phẩm, lưu ý, hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm làm giả kém chất lượng. Không đạt được hiệu quả thực sự như hàng chính hãng, để có thể mua được sản phẩm chính hãng Tránh những sản phẩm giả mạo trôi nổi trên thị trường, mình khuyên các bạn hãy đặt mua qua website chính thức để có thể yên tâm nhất về chất lượng sản phẩm cũng như giá cả đã được niêm yết.